Rồi xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay chuyên lại về gần tạ hàng này. Đấy. Thì có một ít lặt vặt để lựa cho anh em kiếm đồ chơi. Thì anh em nào quan tâm cái mã nào thì liên hệ chuyên để chuyên lựa cho. Em vẫn thu mua phế liệu nhé. Vẫn mua thu mua các loại này, anh em có thì cứ alo cho chuyên, hàng thì có bao nhiêu chuyên thu bấy nhiêu. Lấy này về được mấy cái mã này, đây sao 8 ít ca sau nhiệt và mấy con mốt đen và ít ca Israel nhé. Rất là đẹp, dao đẹp, đẹp lắm. Này chạy tinh chạy dưới cho anh em. Nói chung là rất là ổn. Toàn X Sunovic Winter TV Tech. Nói chung là toàn hàng giữ. Anh em có nhu cầu thì nhé. Con này Sunovic thì hiến này, V16 này, rất là đẹp. D15 hạt dày, D1506, 1504. Này về mớ này lựa cho anh em. Đây có được ít D11 sao nhiệt CBN. Có ít sao này. Cắt này. Cắt thì có hai loại, nói chung tận dụng rất là ngon. Chúng ta nói hiện tại một tách này thì em cũng không có dành giờ lựa cho anh em làm được cái gì, nào không làm được thì em bán phế. Lựa cho anh em tận dụng. Dịch xong cái là về hàng un sợ quá. Để liên khúc chiều mưa. D16 này, rất là đẹp. Con này thép inox gang eco leo titan, nó chạy bao luôn. Dòng châu Âu. D07, V11, V16, V08. Con này bé khoai thì hơi phê. Con này 2.5 nha anh em, rất là đẹp, rất là đẹp, rất là cứng. Tím inox thép sao nhiệt được. Bạc đạn là nó cũng cắt đứt luôn. Anh em chích phe chích này chích kia thì hệ nhé. Anh em xem được cái like chia sẻ cho mọi người mua được cái, những cái sản phẩm này tận dụng rất là đẹp. Nhiều nơi em thấy các bác vẫn còn xài chip hàn nhiều quá, mà bên em thì đang phải bán phế thì xí nó uống quá, mà cái này các bác tận dụng thì nó quá tuyệt vời. Khoảng 10 năm trước thì em cũng đi làm, em phải hàn, em phải mài những con dao mà nó theo cái yêu cầu con hàng, nó là rất là mệt. Chỉ mài tí chạy nó lại tạch hỏng, hỏng xong lại ra mài, mài tét cả mắt, hít bụi, đá thì nó bụi. Toàn là đá mới lại ấy, hít khói chết người luôn đấy. Đọc những con dao như thế này, con này là 27, con này cắt ránh rất là sâu nhé, chip rất là đẹp. Anh em có chạy thoải mái cũng chưa hư được, tận dụng bao nhiêu công việc
Đấy, thì anh em xem được thì like chia sẻ cho bạn bè mình chưa sử dụng tới thì hướng dẫn cho họ xài thì nó rất là tuyệt vời. Chip này cắt rãnh cắt rước thì sướng quá rồi. Mong muốn anh em mua được thì xài thôi, còn anh em đừng có sợ là bên trên bán như thế này như kia, đừng nghĩ là lừa đảo chuyên bán cửa hàng công ty của chuyên chứ không phải là không mã số doanh nghiệp này kia chứ không phải là ấy, đóng cả thuế cửa hàng thuế công ty luôn chứ không bao giờ lừa gạt anh em đừng có nghĩ là ở bán tư sợ đút vào mấy thanh cối hay này kia, không có người nào bán dạo thì chuyên không biết. Ở bên chuyên là bán lên níp hàng ngày cho anh em xem thực tế, ưng thì mua, không ưng thì thôi, chuyên không có ép anh em nào, nó phải rõ ràng chứ giờ ai lừa ai mấy triệu bạc, pháp luật nó đâu có để cho yên, làm thiếu vài tỷ chứ thiếu gì vài triệu mà lừa anh em thì nó mất hay. Ai làm bậy bạ thì người ta chịu thôi, mình không có làm cái chuyện không hay như vậy. Làm là để phục vụ, để giúp anh em là tiếp cận được công nghệ. Nước ngoài người ta đã bỏ từ những bao nhiêu năm nay rồi, mình giờ còn chưa tiếp cận, vẫn còn phải hàn, vẫn còn phải hàn tét mắt, nên nghĩ nó khó thật. Mà trong khi đó mình thì thừa thái hàng. Nhất là các bác tính hẻo lánh ở các cái vùng miền chưa tiếp cận được, ít người bán. Đấy. Thì anh em cứ mạnh dạn đầu tư một bộ dao này đi, đảm bảo là sẽ chọn đúng dao là anh em cắt bao phê luôn. Mà đọc con chip này giữ toàn công ty của dầu khí, người ta sản xuất chi tiết dầu khí toàn in Cornell với Titan với Super Rubnex inox không, rất là tuyệt vời. Đọc con chip như thế này nhìn màu bao phê rồi. Nhưng mà giờ anh em không mua hết thì chuyên bán về chai xuất đi Trung Quốc thì nó cũng thế thôi. Đó, nên là muốn giới thiệu cho anh em là làm sao tiếp cận được cái loại này. Làm anh em đừng có nghĩ là con dao CNC chip này mà nó insert này mà nó chạy không đạt, anh em cứ chọn đúng vật liệu. Chuyên bán dao chuyên sẽ theo anh em làm bằng được thì thôi, làm phải đúng vật liệu, đúng con hàng, đúng thép, đúng vật liệu. Chứ còn mà giờ mà anh em chưa làm anh em cứ sợ là tôi chọn nữa. Thấy có những anh em mua cũng xài dao CNC này nhưng mà thấy xài được một hai lần thấy oái quá, làm không được, cắt còn giá hơn dao hàng. Không, anh em chọn chưa đúng ấy. Nếu mà chọn đúng rồi ấy. Đọc những cái con dao D11 này này nhìn nó đã không, nó mài nó bé phoi như này, anh em cứ cắt cả ngập dao, anh em phá không có phôi cho nó phá, nó bé phôi nó xoắn, anh em cảm giác thì sướng luôn. Chứ còn anh em nghĩ là con dao CNC này nó cắt ì ạch, không có đâu, nó cắt dữ lắm, cứ cắt thử đi, chuyên sẽ tư vấn cho cụ thể anh em cắt bao giờ được thì thôi. Anh em không cắt được con ở mã nào không cắt được, đổi giá đổi sang con khác, chuyên dẫn sẵn sàng, có thể là chuyên đổi lại chuyên bán ve chai không thành vấn đề gì. Mà anh em đừng có sợ, phải chọn đúng chip, đúng vật liệu. Mỗi cái con chip nó sẽ đảm nhiệm một cái nhiệm vụ là vật liệu khác nhau, chứ không phải là con nào nó cũng bao đa vật liệu đâu. Cái này mà ví dụ nó có hộp thì vật bao luôn, còn con nào có hộp thì có mã đấy thì em bao vật liệu cho các anh, còn anh em là cắt mã nó ra thông số trên đấy là cắt tận dụng này thì mình phải chọn đúng. Nhưng mà những con chip này thì quá tuyệt vời rồi, em không phải bàn về chất lượng nữa vì em thấy nó là con này hầu như đa vật liệu thép inox này kia. Đó. Em không phải nói phép ngồi nói dáng cho anh em thì không phải, mình chia sẻ thực tế kinh nghiệm thôi, chia sẻ để làm sao mọi người biết tới và mua được những sản phẩm bên chuyên thôi, hoặc là anh em mua ở đâu cũng được nhưng mà phải chọn đúng vật liệu, hoặc là anh em cứ chạy đa vật liệu là ok, đừng có sợ. Còn mua bên đâu ai lừa áo chuyên không biết, nhưng mà tính ra mài được con phê nhỉ, anh em chỉ mất 10-15 nghìn hoặc 7-8 nghìn là đặt vô
mé, anh em xoay phế này, anh em lại để lại gom lại chuyên lại, vẫn mua lại cho anh em nhé, chuyên vẫn mua với cái giá là nếu như một con chip này mà anh em để lại phế, anh em đừng vứt đi, vẫn bán được 2-3 ngàn thì có phải là một con, hai con là anh em đói được một con không? Những con mà nó rất là rẻ 6-7-8 nghìn cũng có con chip rồi, xài cũng phải sướng không? Giờ nhiều bác, em nói thật chứ em đi rất nhiều tỉnh nhỉ, các bác vẫn xài giao hàn nhiều lắm, các bác chưa có dám đột phá, các bác chưa dám thử, phải thử đi, phải mạnh dạn lên đầu tư công nghệ. Đây con chip CBN sao nhiệt này, con này 65-68 HRC nó cũng làm được nhé. Anh em phải mạnh dạn lên đầu tư đi, đừng có sợ bỏ vài triệu ra thí nghiệm mà nó thành công rồi thì cắt mà nó sướng thôi, chứ giờ mình cứ sáng cho nhân viên mài dao hàn dao được con dao xong bắt đầu nó ra nó chạy làm cái tạch cái rồi xong nó lại ra nó mài nó hàn hàn một ngày, cứ sáng giữa cưa trưa giữa đục hết bố nó thời gian thì lấy đâu ra sản phẩm, đâu ra việc. Còn anh em chọn đúng con dao này thì coi như là anh em chạy quá tuyệt vời rồi. Đột cái viên bi gì sao nó nhỏ xíu vậy ta, bạc đạn đấy, còn viên gì bạc đạn gì, bạc đạn bi gì mà sao nhỏ nhỉ, mình bố cứ tướng như thế. Đấy, rất là đẹp. Trưa nay có cái bạc đạn ở kia có nhặt đấy. Con nào là con bạc đạn này chắc nó phải nó phải lấy cái nhiệm vì và rồi nó ngoáy nó làm. Đây, sau còn đệm một con này. Nắp rồi nó chưa. Khi giá trị bé này có chuyện rất là lớn. Nào được ra nó hay là vấn đề. Bé còn đắt hơn to chứ. Thì cái bạc đạn mọi người thấy nó kinh điển rồi. Sao không nghệ. Em mua về đấy, chip nhà em nhiều lắm, chờ mấy tấn, 1-2 tấn trong kho là bình thường. Đó, chip này, con này một T16 này, đẹp quay này, LX2525 này. Con này mua xong về chạy, phải gửi gấp cho anh thêm 50 con, anh kia 50 con trăm nữa. 3T3, rất là nhiều loại cho anh em bao sướng thì thôi. Đó, làm trong kho nhà em rất là nhiều nhá, chứ không phải giao đây, em mua sẵn sàng, anh em nào mua nhiều em tặng tặng cán rồi anh em cứ thoải mái đi. Em sẽ tặng cán cho anh em xài, em rất nhiều nhiều lắm. Còn đây trong kho đây em trưng bày ra ấy thôi. Đây địa chỉ công ty em, không phải đánh lừa anh em làm gì nhé. Chip là chỗ này chỗ kia, giao em yêu giao để hàng vài tạ ở trong kho, là vài tấn trong kho là có. Đó, chip này chưa thời gian nữa, cái hũ này anh em cứ mạnh dạn đầu tư đi, em sẽ cung cấp cho. Con ơi sao con ngồi thế, gãy cái gió rồi. Đó, ra zin này em. Nó đang là thích cắn zin thì cắn zin, thích cắn nô thì cắn nô. Ngày vài hôm nữa em dịch mà nó bớt em đi, sẽ đi em lấy một cái lô hàng gần 600 cái cán tiện CNC nữa về cho anh em. Đó, anh em thích dao zin, dao mới này, mấy con mới này. Dao zin đây. Dao mới này anh có này. Ra hàng bãi này, toàn cán 40-50 đấy, săn cho anh em chơi tẹt ga thôi. Luôn luôn phát triển để chơi. Đấy, cán 50. Luôn luôn phát triển để làm sao cho anh em mua được những hàng tốt, sản phẩm tốt. Bao nhiêu tiền em cũng đổ vào đây.
em làm cho các bác mua được những sản phẩm tốt nhất thị trường. Cát là phải ưng ý. Anh em xem thì like chia sẻ cho mọi người. Ai chạy thấy ngon thì chia sẻ cho mọi người, bạn bè trong ngành tiện của mình, giới thiệu cho anh em mua được sản phẩm bên em. Thì nó là cái điều rất là sướng. Thì giờ mà tiếp cận được cái này mà chưa tiếp cận được thì nó rất là buồn. Trong khi đó nước ngoài người ta đã thái như này rồi đó. Thì có phải là sướng không? Mua được những này về chạy đỡ phải mài dao. Không có chip cắt đặt vào phát luôn, chơi luôn. Chip cắt là cứ thế gắn rồi, không phải mài rũa gì cả. Là chạy hư mé bỏ ra. Vật liệu thì... đói đầu chạy tiếp. Giờ mà đi mài được con chip cắt Bani em chắc em tháng đầu luôn. Mà giờ thời đại 4.0 rồi mà anh em chưa. Đấy, bác nào chưa xài Zalo thì cứ đói hoặc là kêu anh em con cháu chỉ cho dùng Zalo Facebook cho nó hoành tá tràng. Các bác U60 U65 gì đó cố gắng. Bác nào chưa dùng Zalo thì dùng Zalo hộ em để em gửi hình cụ thể cho, xong em tư vấn cho nhiệt tình luôn, tư vấn 24/24 để cho anh em xài. Mấy con máy ấy ông kia một số 6 triệu rưỡi không biết toàn vô hôi. Điểm đặc. Hả? Phần phát điện à? Ừ. Công suất là nó nó à. Ở đây cho người ta về dọn điểm đặc. Chốt ở cái chìa khóa. Không thì thôi, mình mai mình dọn. Rồi cũng xin kết thúc video ở đây. Anh em xem được thì like chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhấn là chữ đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo, chọn tất cả các video để theo dõi những video mới em sẽ review, làm clip lên cho anh em coi nhé. Rồi anh em xem được thì like chia sẻ hộ em. Và số điện thoại của em là 0989 821011. Em xài Zalo số này luôn nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào anh em.